Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Còn Bình Thuận của mình nha. Thì hôm qua các bạn mình có một chia sẻ một cái kỹ thuật mà để cho mọi người giúp hạn chế được cái vấn nạn mà vàng chân tay hay là cháy tay đầu khi các bạn xịt tay đầu xong rồi lặt râu và chúng ta sẽ thấy được cái nó bị cháy tay đầu. Thì hôm qua mình đã chia sẻ cái clip đó cho mọi người xem. Thì rất là nhiều người ủng hộ cái video đó của mình và cũng có người nói với mình là anh ơi làm thử cái thử nghiệm cái video mà như bữa anh hứa là cái phun cái trái đỏ đầu thử coi thử có nó mắc cái đỏ đầu không. Thì hôm bữa mình có test thử cái một cái công thức là pha xịt để hạn chế vuốt tay khi những ngày cận kề Tết mà hiếm công á các bạn. Thì nói chung là mình thử nghiệm cái đợt đó thử nghiệm là nó bị thất bại nha các bạn. Nó bị thất bại cái vấn đề mà xanh tay lại. Nó từ màu xanh mình để cho nó thành màu đỏ để mình thử nghiệm trở thành lại màu xanh. Nhưng khi qua bàn tay thử nghiệm của mình thì nó chuyển xuống màu héo luôn nha bà con. Và hôm đó mình có chia sẻ luôn là một cái trái đỏ đầu. Và mình xịt trên cái mặt trái và trong họng trái. Tới khi cắt hàng các bạn, mình tính quay cho các bạn xem. Nhưng mà mình không có quay được. Tại vì mình sợ là khi mình cầm cái máy đi quay á là cái công cắt họ sẽ biết, họ sẽ bỏ cái tay đó hoặc là họ sẽ coi họ như thế nào, họ sẽ giục đi thì mình không quay. Nhưng mà mình đi theo mình nhìn người mình ta mình coi thứ coi cái công cắt họ sẽ làm như thế nào. Thì những cái trái mà mình xịt cho nó xanh lại thì các bạn thì nó chuyển xuống màu héo á, thì người ta giục qua hàng xá luôn. Còn mà mấy cái trái đỏ đầu của mình các bạn, người ta cắt lên, người ta xếp vô kia hàng xuất luôn. Người ta không biết cái trái đỏ đầu luôn bà con. Công cắt không biết trái đỏ đầu luôn. Tại vì sao? Nó giống trái bình thường quá. Nó không phải đỏ đầu nữa. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thử nghiệm, test thử xịt cái toa thuốc này. Xịt lên cái trái đỏ đầu đó. Coi thử. Nó sẽ biến mất cái màu đỏ đầu hay không? Hay là nó vẫn đỏ đầu thúi? Thì hôm bữa là mình có phun một lần cho bà con xem đó. Mình thấy rất là ok. Màu thì nó có như là nó chín vô thì nó không biết phân biệt được đỏ đầu. Thì hôm nay mình sẽ test thử cho mọi người xem cái trái đỏ đầu đó thử xem như thế nào. Thì đây cái bình thuốc này là mình pha sẵn hôm bữa nha các bạn. Thì mình vẫn còn thuốc trong này nên mình không có quay cái công thức nữa, tại vì cái công thức mình chưa dám công bố cho mọi người xem nha. Vì mình đang thử thuốc. Chứ mình công bố rồi mọi người làm thiệt là nó không hết rồi mất công đổ lỗi cho mình là chỉ ẩu nha mọi người. Thì mình chưa có hướng dẫn cho mọi người cái công thức đó là gồm những cái gì. Nó rất là đơn giản thôi. Sau này thành công thì mình sẽ chỉ cho mọi người xem. Mọi người hãy đăng ký kênh Người Còn Bình Thuận của mình. Nhấn chuông, chọn tất cả để đón xem những video mới nhất của mình. Và để đón nhận được cái kết quả mà khi mình thử cái trái đỏ đầu lần thứ hai nha các bạn. Thì ở đây thì mọi người thấy cái vườn hành long này là rút điện bữa mùng 10 nha các bạn. Thì người ta rút mùng 9, mùng 8 mà yếu. Đây rút mùng 10 là rất là đạt. Và trái thanh long tính theo hiện tại thì chưa chưa có cái tình trạng bị cháy tay đầu nha mọi người. Cho mọi người xem ha. Thì có xịt sử dụng cái Adilai mọi người. Có sử dụng Adilai để pha vào xịt tay đầu á. Thì nó chưa có hiện tượng gì mà cháy vàng tay nha mọi người thấy không. Búp này nó gục nè. Rất là nhiều nha các bạn, dày luôn. Chủ là bình quân là 25 trái nha bà con. Pha này bán mùng 10 Tết, mùng 10 tháng Chạp á bà con. Thì bây giờ mình sẽ không có vòng vòng nữa, mình sẽ đi test thử cái trái đỏ đầu đó cho mọi người xem cái kết quả như thế nào nha. Hãy đăng ký kênh Người Còn Bình Thuận để đón xem kết quả nha mọi người. Kết quả sẽ có sau 3 ngày nữa. Chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Đây các bạn, đây là cái vườn thanh long mà hôm nay mình tính đi test cho mọi người xem đây. Thì giờ mình đang đi tìm trái đỏ đầu nha mọi người. Trái này được 20 ngày rồi. Giờ đang đi tìm cái trái đỏ đầu. Hôm qua mình đi làm mình thấy có một trái đỏ đầu trong đây nè. Để mình đi kiếm mình xịt cho mọi người xem nha. Đây toa thuốc của mình là từ búp trái cao cho tới chín nha mọi người.
Thì tại đầu của nó là như vậy nè, không có sử dụng VL3. Chứ mùa này mà mùa nắng mà sử dụng VL3 nhiều thì cá nó sẽ không lớn nha mọi người, nên mình không sử dụng VL3 cho giai đoạn lấy tại đầu. Qua mình thấy đâu đây có cái đỏ đầu à, đây có rồi, đây nha mọi người, đây là cái trái đỏ đầu. Mọi người nhớ cái trụ này để vài bữa mà xem nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái vấn đề này. Đây bây giờ mình sẽ test thử nó nha mọi người. Thì mình sẽ lặt sâu mấy cái này để mình phân biệt nó. Một tim đen nha bà con. Thì cái trái này vẫn còn tim đen ha. Thì mình sẽ test thử cái trái này cho mọi người xem. Mình sẽ phun ướt ở ngoài nè. Lỗi kỹ thuật. Giờ mình tiếp tục nha mọi người. Nãy giờ nó bị nghẹt cái bét á. Giờ mình sẽ tưới cái phần ngoài này, rồi mình tưới nước ở trong cái phần mỏ nó luôn, xem thứ 3 ngày sau kết quả nó như thế nào nha mọi người. Tại vì cái trái mà đỏ đầu rồi thì bây giờ mình có làm gì trên phần nó lem thì chăng nữa nó cũng không bao giờ nó lem được mọi người. Mình đã thử ngày xưa, mình thử mình lấy thuốc chú tay á, mình quẹt ở trên cái phần đỏ đầu này nè, mình coi thử cho nó có xanh lại được không á. Tại vì hồi đó mình chưa có biết cái thuốc mà để trị đỏ đầu á mọi người, nên nó rất là nhiều, nên mình bôi lên mà mình thấy nó không có lem, nó vẫn đỏ đầu bình thường, nên mình xịt lên cho nó luôn coi thử nó sẽ như thế nào. Thì mọi người nhớ trái này nha, để mình lấy cọng rơm mình bỏ lên luôn làm dấu luôn cho chắc ăn, sợ ai đi ngang giật ở đâu nữa. Đây, mình đã làm dấu rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một trái tiếp theo để mình thử nghiệm thêm một trái nữa nha mọi người. Đây là không có sử dụng VL3 nữa, nên tay mỏ nó không có dài, nên trái cồ rất là bự. Hiện tại là mình kiểm tra thì không có thấy hàng nào có đỏ đầu luôn á mọi người, thì không biết là vài bữa là nó có đỏ hay không, chứ hiện tại là mình không thấy đỏ đầu luôn. Đó, xịt không có VL3 đó, xịt thuốc của mình đó, từ bước chế cao cho tới chín luôn, một tỏ thuốc của mình luôn. Hiện tại thì chưa thấy cái trái đỏ đầu nào nữa, thấy vừa thấy có một trái à. Nãy giờ mình đi tìm mấy cái đỏ đầu các bạn, mình tìm cái trái đỏ đầu nữa để mình thử luôn một lần nữa là 2-3 trái nữa, nhưng mà tìm không có ra. Nãy giờ hết cả vườn luôn, có một trái duy nhất trái đỏ đầu à. Thì mình đã test, mình đã lấy rơm mình cuốn lên rồi, thì bây giờ mình sẽ chờ đợi 3 ngày sau thì mình xem thử cái trái đỏ đầu đó nó sẽ như kết quả như thế nào, nó sẽ chín đỏ đều đẹp hay là nó thúi luôn nha bà con. Nếu mà nó chín đỏ đều đẹp như hiện trạng bình thường thì
mình sẽ công bố sản phẩm ra cho mọi người để tìm mua sản phẩm và làm nha mọi người. Ở đâu cũng có hết á, rất là dễ làm nha mọi người. Còn nếu mà mình test lại mà mình không thấy kết quả nữa thì thật là đau lòng ha mọi người ha, nó nói chung là thất bại. Thì trình độ của mình thì tới như đó thôi, chứ không lên được nữa, chỉ có làm thanh long và xịt thuốc thôi, chứ ngoài ra là không phát triển được nữa. Không có thể mà tìm hiểu, ví dụ như mình chế tạo một cái công thức mới thì người nông dân mình trình độ có đó là hết cỡ rồi. Thì cũng mong mong rằng cái đợt test thử này của mình sẽ thành công nha mọi người. Tại người ta nói là quá tam ba lần, mà mình mới có một lần à, mới một lần, giờ còn hai lần nữa, lần này lần thứ hai nha mọi người. Hãy đón xem video của người con Bình Thuận sau 3 hôm nữa sẽ có kết quả về cái trái đỏ đầu hôm nay nha mọi người. Hãy đăng ký kênh người con Bình Thuận để đón xem được kết quả thử trái đỏ đầu, và hãy nhớ đăng chia sẻ video này ra để cho nhiều người có thể xem và biết và có thể mà áp dụng nho vườn thanh long nhà mình. Chào và hẹn lại các bạn nha. Hãy đăng ký kênh nếu các bạn yêu quý kênh người con Bình Thuận. Chào và hẹn gặp lại.